Trường Đại học Xây dựng miền Tây vừa tổ chức hội thảo xây dựng nền tảng mô hình thông tin công trình BIM với phần mềm kết cấu Tesla. Tham dự hội thảo có hơn 200 giảng viên và sinh viên của trường. Tại hội thảo, các sinh viên được cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết qua các chủ đề tổng quan về BIM và ảnh hưởng của BIM đến định hướng công cụ, nghề nghiệp của sinh viên ngành xây dựng, thể hiện bản vẽ kết cấu thép nhà công nghiệp bằng ứng dụng phần mềm kết cấu Tesla. Bên cạnh đó, ban tổ chức hội thảo còn giới thiệu các chính sách hỗ trợ đào tạo cho sinh viên ngành xây dựng. Hội thảo giúp giảng viên, sinh viên và những người làm công tác xây dựng hiểu rõ hơn về BIM với đầy đủ các thông tin chi tiết và chính xác về công trình, giúp kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.